Vegan diva superstar Ho Quinh Hương's journey of stardom and spirituality continues with a special surprise. Please join us now for the finale to find out. Today's show will be presented in Olaxis, also known as Vietnamese, with subtitles in Arabic, Olaxis, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Spanish, and Thai. Xin chào quý khán giả Hòa Nhã. Tôi là Hoàng Thư từ Âu Lạc Duyên Dáng, còn được biết là Việt Nam. Chúng tôi cảm tạ Thượng Đế đã ban cho đất nước chúng tôi phong cảnh hùng vĩ, tài nguyên thiên nhiên dồi dào và những con người xinh đẹp. Chào mừng quý vị đến với phần cuối của chương trình gồm 3 phần giới thiệu siêu sao người Âu Lạc, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Phần 1 và 2 đã tiết lộ hành trình đầy ân phước mà Hồ Quỳnh Hương trải nghiệm khi cô tìm kiếm sự giác ngộ. Sau khi cô khám phá ra Pháp Thiền Quán Âm, sứ mệnh thật sự của cô được hé mở. Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về con đường kiến tạo một thế giới an bình và yêu thương của Hồ Quỳnh Hương. Nữ diva thuần chay Hồ Quỳnh Hương đã quảng bá lối sống thuần chay bằng hành động thiết thực. Khi có thời gian, cô mời bạn bè về nhà và thiết đãi họ những món thuần chay ngon lành. Cô cũng chia sẻ với mọi người về lợi ích mà lối dinh dưỡng thuần chay có thể mang lại qua các kênh truyền hình như VTV3, một đài phát sóng có lượng khán giả theo dõi đông đảo mỗi ngày ở Âu Lạc. Trong chương trình Vui Sống Mỗi Ngày, cô trổ tài nấu những món ngon và bổ dưỡng qua phần trình bày sống động và đẹp mắt. Ok, đây bây giờ Tùng rút luôn để vô trong đĩa. Rắc đậu phộng lên. Rồi. Thêm nữa đi, thêm một chút nữa đi. Đúng rồi, đúng rồi. Ok, rồi bây giờ mình sẽ thêm nước sốt. Đã hoàn thành món ăn. Năm 2017, Hồ Quỳnh Hương đã thực hiện một trong những quyết định xanh nhất trong đời mình. Cô mở nhà hàng thuần chay của riêng mình. Hương cũng mở một thương hiệu thuần chay, đó là Vegan Kitchen. Hương cũng mong muốn là cái thương hiệu chay này của Hương có thể trải rộng trên toàn quốc. Mục đích chính của Hương là Hương muốn truyền tải đến mọi người một lối ăn dinh dưỡng thuần chay, và để tất cả những người đã bước chân vô Vegan Kitchen họ có thể tin tưởng vào sức khỏe của họ. Tức là những cái thực phẩm ở trong đó sẽ là những thực phẩm sạch, để khi vô đó họ có thể an tâm tuyệt đối về thực phẩm. Hương muốn chăm sóc cho họ một cái đời sống về thuần chay thật là phong phú, thật đa dạng, để cho họ có những cái món ngon, món ăn thật là ngon. Ngoài ra thì Hương sẽ tổ chức những cái buổi như là dạy về những cái cách nấu những cái món chay miễn phí, rồi về có thể nấu cho gia đình của mình. Khi chúng ta tôn trọng sự sống thì đời sống của chúng ta sẽ được ban phước lành. Một lối sống như vậy biểu lộ tâm thức thiêng liêng và khả năng vĩ đại của con người. Đó là lý do vì sao nhiều linh hồn giác ngộ đón nhận lối sống thuần chay không làm phương hại sinh linh khác. Đây không chỉ là sự thực hành một lối sống thân thiện môi sinh, tạo ra ít tháng khí, mà còn là sự kiến tạo một nền văn minh tân tiến, đầy quan tâm, chia sẻ và phi bạo lực. Hoan hô Hồ Quỳnh Hương, những điều cô làm thật đáng khen ngợi. Chúng tôi chúc nhà hàng Vegan Kitchen thành công tốt đẹp trong những năm sắp tới. Đã đến lúc ra ngoài cho các bạn vịt trong hồ ăn và thiền một chút. Xin vui lòng giữ làn sóng truyền hình Vô Thượng Sư.
végétarien, c'est écologique pour sauver le planète. Manger moins de viande, c'est mieux pour la nature. Be veg, go green, save the planet. Soyez végétalien, devenez écolo, sauvons tous la planète ensemble. Be veg, go green, save the planet. 每一个人做少少嘢，世界就会产生呢个奇迹。 Seja vegetariano, seja ecológico, salve o planeta. Be vegan, go green, save the planet. Ik ben Marianne Thieme, fractievoorzitter voor de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer in Nederland. Be veg, go green, save the planet. 让我们一起来记得这句口号，我们大家一起吃素，环保救地球。 Các bạn châu xin kính chào quý khán giả. Xin quý vị ăn chay, sống xanh, cứu địa cầu. Be veg, go green to save the planet. Chào mừng quý vị trở lại với phần kết của chương trình đầy cảm hứng về cuộc đời của nữ ca sĩ thuần chay Hồ Quỳnh Hương. Ngoài việc quảng bá lối sống thuần chay, Hồ Quỳnh Hương luôn quan tâm đến những người kém may mắn. Nhiều năm qua, cô đã viếng thăm các trung tâm chăm sóc trẻ em khiếm khuyết, sưởi ấm những mảnh đời cơ cực và cứu trợ khẩn cấp cho những người ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong một lần đến thăm những người kém may mắn ở một vùng nông thôn, cô đã an ủi một nhóm học sinh bằng giọng hát ấm áp của cô để khích lệ họ luôn giữ vững niềm tin, hy vọng và tình yêu thương. Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hương dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm. Là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Trong buổi phỏng vấn với cô Hồ Quỳnh Hương, cô ân cần chia sẻ cảm tưởng và lời chúc lành của cô dành cho truyền hình Vô Thự Sư. Hương rất là vui và hạnh phúc, tự hào khi được biết rằng cái cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ được phát trên truyền hình Vô Thượng Sư, là một kênh truyền hình hiếm hoi bây giờ để nói về những điều khẳng định, những niềm vui. Hương rất là trân quý, bởi vì hàng ngày á, trong cuộc sống của chúng ta đấy, luôn luôn xảy ra những điều vui và những điều không vui. Như trước đây này, mỗi lần Hương đọc báo thì Hương toàn để ý vào những cái điều không vui. Hay là bước ra đường, Hương nhìn vào những cái điều không vui và Hương nghĩ đấy là cuộc sống của mình nó đang diễn ra như vậy, mà Hương quên mất một cái khía cạnh là có những điều thật là đẹp mà Thượng Đế luôn tạo ra cho mình. Những cái điều thật là khẳng định, những cái điều mà con người đối đãi với nhau thật là vui, thật là thăng hoa. Thì truyền hình Vô Thượng Sư là một đài truyền hình hàng ngày nhắc cho chúng ta biết những cái tin khẳng định, những tin vui, hân hoan ở khắp thế giới. Và mỗi khi chúng ta xem kênh truyền hình Vô Thượng Sư thì chúng ta sẽ biết là cuộc sống này còn thật là nhiều điều vui để nhắc nhở chúng ta. Thật vậy, cuộc sống thật tươi đẹp. Dù chỉ là giả tạm, địa cầu quý giá này được tạo ra cho muôn loài vui hưởng, cũng như để những chúng sinh tâm linh được phát triển và học hỏi trong cõi giới vật chất này. Hương nghĩ là đối với truyền hình Vô Thượng Sư, đó cũng chính là tình thương của sư phụ và những thánh nhân đang phụng sự cùng ngài để ban giải tình thương đến cho thế giới. Hương mong rằng truyền hình Vô Thượng Sư sẽ còn được trình chiếu lâu dài để cho những chúng sinh trên thế giới có được những ân điển gia trì phước báu từ lực lượng của ngài.
Cảm ơn Hồ Quỳnh Hương vì những lời quan tâm chu đáo của cô. Chúng tôi xin cảm tạ Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư thương mến và kính yêu nhất vì đã ban cho chúng ta cơ hội cao quý này để thăng hoa tâm thức và giúp đỡ chúng sinh khắp cõi giới trong mối liên kết thiêng liêng với trời đất. Hồ Quỳnh Hương tiếp tục thành công vang dội trong sự nghiệp ca hát của cô, khẳng định tài năng và sự thu hút của cô trên sân khấu. Qua đó, giúp người hâm mộ đánh thức năng lực tiềm tàng của bản thân. Chúng ta hãy cùng lắng nghe một màn biểu diễn đầy cảm xúc của Hồ Quỳnh Hương qua một ca khúc được phổ từ những vần thơ tâm linh sâu sắc của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, có tựa đề Sắc Không. Ca khúc do Phạm Duy, nhạc sĩ huyền thoại người Âu Lạc, phổ nhạc. Cũng như bao nghệ sĩ khác, Hồ Quỳnh Hương thắp sáng thế giới bằng ánh hào quang của mình, kết nối thế gian và thiên đàng qua các giai điệu thiêng liêng. Trong nhiều dịp, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã thể hiện sự đánh giá cao của Ngài dành cho các nghệ sĩ và tinh thần nghệ thuật chân chính của họ. If we are in tune with heaven, there are heavenly blessings hidden within our artwork. People will feel happy, touched, and or elated while enjoying our work. But in any case, most of artists, they are in tune with heaven, more or less. Yes. So their work will always offer the viewers, the audience, somehow very uplifting moments in life. Very, very uplifting kind of moments in life. Even I enjoy all artists' work, yes, tune in or not tune in, but they do tune in their way because they need inspiration. When they are quiet down, they're searching their soul for new creation, new piece of music, new song. Then at that time, they're also meditating in their own way. Yes, it's just that some meditation method offer deeper connection with our higher self, ông chủ, our master self inside. Yes, chủ nhân, the real original, the real master, that is our true original self. Bản lai diện mục á. Vì giờ đây, chúng ta sắp kết thúc loạt chương trình. Chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị thông điệp yêu thương của cô Hồ Quỳnh Hương. Hương chỉ mong rằng hỡi những vị thánh nhân ở đâu đó xin hãy cùng nhau vun đắp cho địa cầu thêm tươi xanh. Hãy cùng làm và cùng nói những điều khẳng định để hướng về với Thượng Đế, để cho mỗi chúng sinh cùng nhớ về cái cội nguồn thâm sâu của mình, cái cội nguồn Thượng Đế ở bên trong của mình, cái Phật tính ở bên trong của mình.
Khi nào mà chúng ta cùng nhau ăn thuần chay, cùng sống xanh, cùng nói những điều khẳng định, cùng nghĩ và cùng làm những điều khẳng định, thì có lẽ ở bất cứ nơi đâu trên địa cầu này đã là thiên đàng rồi. Tu hành là để trở thành một con người tốt nhất. Chúng ta là những thánh nhân, chúng ta tu hành để tô điểm cho địa cầu này. Và đó chính là điều Hương muốn gửi gắm đến với những thánh nhân đang xem truyền hình SMTV, đối với những thánh nhân đang sống ở khắp địa cầu này. Quý vị chính là những thánh nhân. Hãy cùng nhau để mà tìm về với tình thương của Thượng Đế, và địa cầu này sẽ trở thành thiên đàng như bao những thiên đàng khác ở trong vũ trụ. Giai điệu cuối cùng của chương trình là nhạc phẩm Bất Hủ, Hãy Yêu Ta, do Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác và được trình diễn qua giọng hát thánh thiện của Hồ Quỳnh Hương. Tuyệt vời! Xin cảm ơn cô Hồ Quỳnh Hương đã rộng lượng chia sẻ câu chuyện cuộc sống truyền cảm hứng của cô với chúng tôi. Cảm ơn cô vì đã là tấm gương cao thượng cho người hâm mộ và những ca sĩ khác. Chúng tôi chúc cô đạt nhiều thành công trên mỗi bước đường đời. Nguyện xin Thượng Đế ban phước cho cô và người thân. Để biết thêm chi tiết về siêu sao thuần chay Hồ Quỳnh Hương, xin vui lòng truy cập hoquinhhuong.com.vn. Thưa quý khán giả nhân từ, cảm ơn sự đồng hành thương mến của quý vị trong chương trình gồm 3 phần giới thiệu siêu sao thuần chay người Âu Lạc Hồ Quỳnh Hương. Tiếp theo là Sống Một Mình Không Cô Đơn, phần 2 của 6 phần Trên Giữa Thầy Và Trò. Cầu mong quý vị và người thân sẽ tìm được chân tánh huy hoàng và con đường trở về nhà. Benevolent viewers, thank you for your loving company for these 3 episodes featuring the Âu Lạc vegan superstar Hồ Quỳnh Hương. Coming up next is It's Not Lonely to Be Alone, but 2 of 6 on Between Master and Disciples. May you and your loved ones discover the glorious to self and the way back home.
For more details, please visit suprememastertv.com/ve.